Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum anh chị em nhé. Này lên giới thiệu cho anh chị em một số sản phẩm robot hút bụi, đấy, robot hút bụi quét nhà của hãng iRobot Roomba anh chị nhé. Tất cả đây là đều hãng iRobot Roomba. iRobot Roomba là một thương hiệu rất là lớn anh chị em nhé, đấy, rất là lớn của Mỹ, của Mỹ nhé, sản xuất để xuất đi tất cả các nước trên thế giới nhé và đặt nhà máy tại Trung Quốc. Đấy, tất cả các loại robot trên thế giới luôn, đấy, tất cả các loại robot trên thế giới đều sản xuất từ Trung Quốc anh chị nhé. Và những cái mặt hàng này là sản xuất để xuất đi cho thị trường Nhật, riêng những mặt hàng này xuất thị trường Nhật hết này. Thì ở đây là em có đủ các mã này, đầu 5 này, đầu 6 này, đầu 7 và đầu 8 nhé. Đầu 5, đầu 6, đầu 7, từ đầu và đầu 8, giá dao động từ 2 triệu 2 cho tới 4 triệu 2 anh chị nhé. Dao động từ 2 triệu 2 cho 4 triệu 2. Thì em sẽ vào chi tiết từng con một luôn. Thì đây là một con đầu 5 này, robot đầu 5. Con này ạ thì là giá của nó là máy pin và sạc. Đấy, máy pin và sạc thì pin tất cả pin em đều thay mới pin Lion, thay mới chính hãng nhá. Đó. Để máy pin sạc như này nhá. Đấy, máy pin sạc này sạc đốc tự về nhá. Tất cả đều có sạc đốc như này tự về hết. Con này ạ thì giá của nó là 2 triệu 2 đã bao gồm phí vận chuyển anh chị em nhé. Đó. Bán cho chị em giá là 2 triệu 2 này. Đấy, máy thì nó đằng sau nó sẽ như thế này. Đó. Thì con này ạ, giá của nó là 2 triệu 2. Thì chức năng của nó là quét và hút. Đấy, quét và hút anh chị nhé. Đấy, quét và hút. Thì những cái dòng máy như thế này anh chị em mua thì nên mua quét ra quét, hút ra hút. Đấy, con này như con này là quét và hút. Đấy, anh chị muốn lau thì anh chị em mua thêm một con máy lau nữa nhé. Đấy, chứ con nào nó cái việc nào á, anh chị em chẳng hạn như anh chị em cứ để ý đi. Bây giờ ông thợ xây á, thì là cái việc của ông thợ xây là chuyên về ông thợ xây, ông làm rất là nhanh, rất là sạch, rất là ok. Đấy, còn việc của thợ phụ ạ thì là đi phụ để nó lại khác. Đấy, thì nó cứ như thế thôi anh chị em, mà chung hai cái ông thợ xây vừa đi phụ ạ thì công việc nó sẽ không hiệu quả. Đấy, thì nó sẽ là như thế anh chị em nhé. Đấy, cứ ví dụ như thế rồi. Thì còn cái máy này nó cũng như vậy thôi, thì chẳng hạn như máy này nó quét và hút thì nó chức năng của nó quét và hút thì nó sạch sẽ hơn và nó sẽ ok hơn. Đấy, thêm một cái chức năng con này mà nó thêm một chức năng là 3 trong 1 để lau nữa thì nó sẽ không có sạch bằng nhá, nó sẽ không có sạch bằng và nó lỗi trục trặc gì nó rất là khó sửa anh chị em nhá. Nên như thế nhá. Rồi số 1 này, đầu năm này, mã đầu năm em có rất là nhiều con nhá, rất là nhiều nhá. Hàng này có rất là nhiều nhá, giá là 2 triệu 2 một con bao ship. Đấy, máy pin sạc nhá. Rồi, tiếp theo đến đầu 6, đầu 6 đây. Đầu 6 đây thì em bán giá là 2 triệu rưỡi một con anh chị em nhá, 2 triệu rưỡi một con. Giá đã bao gồm máy pin sạc. Đấy. Máy pin sạc. Đấy, máy pin sạc đầy đủ nhé. Đầy đủ máy pin sạc anh chị em nhé. Đấy, đầy đủ máy pin sạc này. À, đầy đủ máy pin sạc như này nhé. Con này đã hết pin thì em đang cho sạc này, thì em test ok để mới gửi bán cho anh chị em á. Đây là đấy, hai con này thì nó không có chức năng hẹn giờ nhé. Thì tới đây là những cái dòng cao cấp hơn một xíu, nó có chức năng hẹn giờ. Chẳng hạn như con đây là con đầu 7 này. Đấy, con đầu 7 này, đầu 7 màu đen này. Thì con này thì nó có chức năng của nó là chức năng đây là clock này. Là anh chị em đặt giờ này, chẳng hạn bây giờ là em quay hơi khuê, bây giờ là 12 giờ nhé. 12 giờ. Đấy. 12 giờ PM nhé. Đấy, 12 giờ anh chị em bấm ok. Còn chức năng đây là chức năng hẹn giờ này, hẹn giờ để lau dọn này. Thì chẳng hạn như đây là sân này. Đấy, sân này. Sân là chủ nhật. Monday là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy này, phía đây là thứ bảy này, sân đây là chủ nhật, chẳng hạn như chủ nhật nhá, anh chị em chủ nhật anh chị em muốn hẹn 12 giờ 15 phút AM là 12 giờ 15 phút sáng đấy, buổi trưa đấy, buổi sáng buổi trưa đấy là AM này, thì anh chị em chỉ cần bấm vào OK là tự động 12 giờ là nó sẽ đi hẹn đi làm xong rồi gần hết pin nó tự về đốc nhá, anh chị em không phải làm bất cứ thêm việc gì nhá. Còn anh chị em muốn đổi này, đấy, chẳng hạn như 12 giờ 15 của ngày hôm sau là ngày thứ hai này, bấm cho nó lên AM nhé, AM hoặc PM là chẳng hạn chiều là PM nhé. Đó, thì cái này nó cũng thế rồi, là ok một cái thôi. Hoặc là đây đeo xong rồi thì em bấm đây nhé, bấm đây nó sẽ chuyển sang cái thứ khác, thì đó cứ thế thôi, thì cái đó thì nó đơn giản rồi. Xong rồi anh chị em cứ tắt nó đi, nó tự động nó sẽ đi làm nhá, tự động nó sẽ đi làm nhá, tự động nó sẽ đi làm cái nhiệm vụ của nó, là có nghĩa là khi mà tới giờ nó tự chạy nhá,
Đó, máy thì nó sẽ như thế này. Đó. Rồi, những con này giá là 3 triệu máy pin sạc nhá, 3 triệu máy pin sạc. Thì nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu đen nhá, anh chị em thích lấy màu nào cũng được. Đấy, thích lấy màu nào thì lấy nhá, màu trắng và màu đen. Màu trắng và màu đen thì đồng giá, tất cả đều là 3 triệu một con, đầu 7 nhá. Đây là đầu 7 này. Đầu 7 này bên đằng sau thì nó cũng như đầu 6 thôi. Đấy, đầu 7 thì nó như đầu 6 thôi, nhưng mà được cái hộp giác này to hơn nhá. To hơn đầu 6 đầu 5 nhá. Đầu 6 đầu 5 nó giống nhau. Đầu 7 này. Bản cao cấp hơn một xíu, đây đầu 8. Đầu 8 này. Đấy, đầu 8 thì nó cũng như thế thôi. Nhưng nó khác một cái nữa là đây, cho con đầu 8 này nó khác những con kia một xíu. Là cái chổi quặn này nó là cái chổi cao su nên hút nó sẽ sạch hơn nhé. Đấy, hút nó sẽ sạch hơn. Giá tiền thì nó cao hơn này. Đấy, thì chức năng thì y chang con đầu 7 kia thôi. Y chang đầu 7 kia không khác gì nhé. Đấy, nhưng mà được cái chổi quặn này là hút nó sẽ sạch hơn. Con này giá là 4 triệu 2 điểm nhé. Giá là 4 triệu 2. Đấy, giá 4 triệu 2. Máy pin sạc nè. Thì giá trên này đã được bao gồm phí vận chuyển hết rồi anh chị em nhé. Và máy này em sẽ bán cho anh chị em là cái giá như thế này. Bán cho anh chị em sẽ bao Tết bảo hành cho anh chị em 1 tháng nhé. Bảo hành cho anh chị em tất cả đều 1 tháng. Và anh chị em mua thêm gói bảo hành bên em là 6 tháng. 6 tháng là 300, còn 1 năm là thêm 500 anh chị em nhé. Tùy vào gói bảo hành anh chị em lựa chọn thôi. Còn những cái này em bảo hành 1 tháng hết nhé. Hư hỏng đâu để em chịu đâu. Máy thì em đã được thay pin mới nhé. Máy thay pin mới, chổi quét mới nhé. Thay pin mới, chổi quét mới. Đó, thay pin mới, chổi quét mới anh chị em nhé. Rồi anh chị em là có nhu cầu về cái dòng mặt hàng robot hút bụi lau nhà này thì alo vào số điện thoại giúp em nhé. Đấy, bên em làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm nhé. 8 giờ sáng 10 giờ đêm. Đấy. Rồi anh chị em nào có nhu cầu thì alo nhé. Cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em. Nhớ cho em xin một like đăng ký kênh ủng hộ nhé.